Vâng, xin mời lên hết đây. Bước lên con, bước lên. Lên đi con, à, lên, lên, bước lên. Lên đi con, đứng trên này, bé, lên trên này. Đứng lên trên này. Bé lên đấy. Rồi, con tên là gì? Dạ, con tên là Doan Nguyễn Minh Quân. Dạ, con 13 tuổi. Con tên gì mấy tuổi? Con là Du Xe Nguyễn Tiến Lực, con 13 tuổi. Hai đứa 13 tuổi, đứa nào là anh, đứa nào là em? Mẹ con bận nên hôm nay con theo cô hàng xóm, con đi đến đây để cầu nguyện. Hai đứa 13 nhưng mà không phải là anh em sinh đôi. Mẹ nó không đi được, nó đi theo cô hàng xóm đến đây để cầu nguyện. Còn con tên gì? Con đây là Nguyễn Minh Đức. Mấy tuổi? 6 tuổi. Học lớp mấy? Học lớp 1. 6 tuổi học lớp 6. Rồi, còn con? Dạ, con đây là Tê Sang Nguyễn Đức Quỳnh. Dạ, 15 tuổi. 15 tuổi, rồi. Bây giờ con giới thiệu cho mọi người biết về ơn Chúa xuống gia đình con là như thế nào. Chào cộng đoàn với con chào cha. Con là ở giáo xứ Nam Chanh, cũng cùng đi, cũng cùng cô đó. Là con cũng nhiều ơn lắm mà con cũng đi lần này này nè. Được mấy đứa con? Con được ba đây. Một. Một. Dạ. Với bé thứ hai là con đây, còn bé thứ ba là con đây. Còn đây là bé hàng xóm, con bảo đi cùng với con là bố mẹ nó thì nói chung là cũng chia tay á. Con thấy tội, con bảo đi cùng với gia đình nhà con để cầu nguyện. Thì con kể cho mọi người ơn thứ nhất, gần nhất cho mọi người nghe. Dạ, ơn gần nhất là con đợt trong năm ấy, thì con tới đó điểm con bị đau nửa người, rồi nói chung là bị dạ dày, rồi cũng ấy lắm, là con đi theo rồi là con lên đây con cầu nguyện về con cũng khỏi. Rồi con đi con sẽ Hallelujah. Phải lên, Hallelujah. Rồi ơn thứ hai. Còn ơn thứ hai là đầu trước con mới mấy đứa nhỏ con mới được con đến thằng cu này 5 tháng, con này mới được hơn 1 năm. Thì nó thấy chúng nó nhỏ tí mà con bị hạch dây coi là hết tràng hẹp hết cổ, rồi là bị dạ dày, rồi là bị viêm xoang, rồi là bị nói chung là cơ thể con bị gần như là hết. Thế là cái năm đó con cha ở giáo điểm ở Chí Hòa ấy, thì mấy chị em đi cùng nhau chẳng biết cha ở đâu, cứ đông bộ đi tìm, cứ đông bộ đi tìm mà có người dẫn, có người chỉ dẫn đến thì con được gặp cha. Nhưng mà con chỉ nhìn tượng ảnh rồi con về, con cứ cầu nguyện, con nhìn đến Chúa với mẹ rồi con khóc, nước mắt con cứ chảy, con khóc mấy đứa nhỏ rồi con đây, con bảo chứ bây giờ con mà chết thì mấy đứa nhỏ con thì biết là sống với ai. Thì mà đã vậy nhà con nghèo lắm, ở cái nhà gọi là rách nát nhà cô này biết là khổ lắm. Năm đấy là con không biết là tựa dập vào ai cả, rồi là ai cũng coi thường ai cũng. Với con thì cũng không học nhiều, cho nên là trong gia đình nhà con cũng họ khinh để gia đình nhà con nhiều lắm. Nhưng mà con chỉ dựa vào Chúa là con sáng, buổi sáng hôm đó là nhà cô Nga đây cũng gần cô này biết này, cũng ở đi học kinh với nhau là ở gần nhà sát nhà con ấy, với chồng con biết là con lấy đức phép mà con cứ nhìn lên lòng lên Chúa với mẹ là để cứu vớt lấy gia đình nhà con với con. Chứ bây giờ gia đình con nghèo thì chẳng có tiền để mà. Bây giờ có tiền chưa? Sao bây giờ có hơn rồi ạ. Hallelujah. Nãy giờ cứ than nghèo mãi, bây giờ có này. Có thì sao nói bé, mà không có sao nói to dữ vậy. Thế nhá, người ta không có, tao nói bé thôi, con không có gì đâu. Còn lúc mà có thì phải, con có rồi, con tạ ơn Chúa vì con có rồi. Đi, con có rồi. Còn, con không có gì, con nghèo lắm à. Cái than sầu kề khổ dữ vậy. Rồi, đây cho để tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, cho con cầu nguyện cho ba má con được gặp lại nhau, giống như rất nhiều gia đình bây giờ những đứa con là nạn nhân của những cuộc chia tay, như người vợ với người chồng, cha với mẹ không hòa hợp với nhau, mỗi người đi một nẻo. Mà giáo điểm tin mừng của chúng tôi mỗi ngày thứ tư
là dành đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình, nhất là gia đình đang rạn nứt, có nguy cơ đổ vỡ, ly thân ly dị, để họ được nối kết với nhau, được hàn gắn với nhau và đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse. Mỗi thứ tư và hôm nay là thứ tư tại giáo điểm Tin Mừng đều có giờ cầu nguyện. Lễ xong thì chúng ta ra đài Thánh Giuse, dâng hết tất cả các gia đình cho lòng thương xót của Chúa qua sự bảo trợ của Thánh Giuse. Đây em bé 13 tuổi, bố mẹ như vậy mà lặn lội đến đây đến để cầu nguyện cho bố mẹ mình. Đáng lẽ bố mẹ là người dắt em đi để cầu nguyện cho em, thì em lại là người được hàng xóm dắt đi để cầu nguyện cho bố mẹ của mình. Nhiều gia đình ngày hôm nay như vậy lắm anh chị em ạ. Cha gửi tặng cho con cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Gửi tặng cho con cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót nha. Và gửi tặng cho con cây quạt giáo điểm Tin Mừng Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Và gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Ngoài cũng mỗi năm cũng vậy này, cũng cũng ham vui ấy, cũng uống rượu ấy, mà con buồn lòng vợ chồng con cứ cãi nhau và nó nhẫn nhau lại chỉ vì rượu thôi. Nhưng mà năm ngoái chồng con đến đây ấy là cầu nguyện từ hôm đấy về là anh ấy hiền lành mà không đi uống rượu, mà anh ấy thương vợ thương con lắm ạ. Con giờ vẫn mừng lắm cha, con tạ sướng không? Con sướng, con tạ ơn Chúa và công đoàn rồi cha nhân hết hết to lên lấy chồng con nó nhìn lên sự liệu đó mà bây giờ chồng con hiền lại nó bé là sao nhìn nó to lên chồng con hiền lắm ạ. Chồng con hiền lắm ạ. Con sướng, con yêu chồng con lắm ạ. Rồi mời chúng con về chỗ nha. Thưa anh chị em, chúng ta cứ vậy thôi, cứ than sầu kể khổ thì to và ơn Chúa thì bé. Lạ lùng vậy, chúng ta chỉ thích nói cái xấu, còn cái đẹp thì ta cất đi. Ta bảo xấu thì che, mà tốt thì khoe. Bà có tốt không? Thế nên khoe không?